tranh quanh làng trên xóm dưới, chuyện từ nhà đi ra khắp lối. Ôi cái chuyện quê mình nè, rộn ràng vui như mùa xuân. Mời em về cùng anh, về nơi đất ngọt an lành. Nhìn xem quê mình đang đổi mới, lo mừng an sang năm tấn tới. Ôi ta dơi mình nè, tình làng nghĩa xóm bên lâu. Về quê anh có cánh đồng xanh, miền đất an lành, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Dù gian khó ta giúp nhau vượt qua, có nghĩa có tình, chuyện quê mình rộn ràng tiếng cười. Có nghĩa có tình, chuyện quê mình rộn ràng tiếng cười. Lúc đầu á, con bị nhân viên nó dụ dỗ, nó kêu là đừng làm ăn với công ty, lợi ít lắm, làm ăn trực tiếp qua bên nó đi sẽ được lời nhiều, cho nên con mới tin. Với một phần con cũng muốn mấy chú được mua giá rẻ. Vậy rồi mình đem hết tiền cho nó luôn. Dạ, con cũng không có đề phòng nữa, con đưa hết trơn rồi. Thật lỗi ở tại tôi. Mà nè, tao tưởng bay là cò lái thì mày phải có kinh nghiệm hơn những người nông dân với tao chứ. Hay việc vậy? Được, nó dặn còn từ thiện nên nó chưa nhiều bánh khóe đâu. Nè, về liền kia đi nghe, còn non và xanh lắm nha cưng. Cưng vô lây. Mày nói cái gì vậy? Là cây vô lưng á. Rồi bây giờ cái thằng đó ở đâu? Con cũng biết nữa. Con nghe nói là như nó nghỉ làm, rồi xong rồi nó bỏ trốn đi đâu mất tiêu luôn rồi. Ngó mồi á là nó có đầu tư bài bản hai huynh nha. Xong rồi khi biết được tin nó bỏ trốn, con không có tiền để trả lại cho mấy chú, nên con cũng sợ, con không biết làm sao, con mới trốn luôn. Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ á, làm sao làm? Mày phải kiếm cái số tiền mà mày đưa cho nó rồi đó, mày trả lại cho tụi tao, chứ không phải nói chuyện mà không khóc vậy được. Con làm có tiền con đền chú Tân. Không còn tiền á thì mày cũng phải làm cách nào đó mà kiếm tiền mày trả lại tụi tao, chứ đâu phải mày bỏ mày đi trốn vậy. Tân, việc này á, trách nhiệm là do tôi. Tôi không làm tròn trách nhiệm của mình, tôi sẽ tìm cách. Con xin lỗi mấy chú nhiều. Tôi cũng xin lỗi anh Chính. Thôi vậy, ngày mai tôi sẽ lên công ty để nói chuyện cụ thể với người ta. Mai tôi đi với ông. Anh đi không đi được không quan trọng, nhưng phải có mặt thằng Phúc. Dạ. Con phải đi với chú, bởi vì con là người đưa tiền, có con mới giải quyết được sự việc. Dạ con đi mà. Thấy chưa, phải đi ban đầu á, đặt lòng tin vào em, giơ tiền cho em thì răng ra nông nổi này. Mẹ, ăn sáng nè mẹ, con có mua xôi á. Sao sáng nào con cũng ăn xôi hết trơn vậy? Không biết ngán hả? Dạ. Xôi ngon mà mẹ, cho con ăn hoài cũng được luôn á. Chứ không phải là tại rẻ à? Thì rẻ cũng là một phần, nhưng mà quan trọng là ăn xôi chắc bụng, tốt cho bao tử. Ăn nè mẹ. Xuân nè. Dạ. Con gái á thì cũng đừng có tiết kiệm quá, cũng phải mua sắm áo quần vô cho con. Con có đi đâu, mua sắm làm gì vậy, tốn kém. Mẹ ăn chung với con đi, con với mẹ ăn chung một hộp nha. Ăn đi, chúc mẹ. Dạ. Mẹ. Cho con tiền đi. Tiền làm gì con? Tiền đi ăn sáng. Ủa, nè, chị có mua vô hộp xôi, ăn đi, ngon lắm á. Nghĩ sao, tính em thích ăn sáng, mà sáng sớm chị bắt em ăn xôi là sao? Thôi, sáng ăn xôi rồi tối ăn sáng. Sáng chứng tâm lý đó. Thôi thôi không ăn xôi đâu, mẹ cho con tiền đi. Trời ơi, hai đứa con của tôi đẻ ra mà hai cái lớp nó khác nhau hoàn toàn luôn. Thôi mà, mẹ cho con tiền liền đi, đứng đây họ ăn đói xỉu, xe cấp cứu tới đón con bây giờ. Mẹ,
Mẹ. Cảm ơn mẹ. Ủa, sao có 30 vậy? Con đem 50 đi. 30 ngàn là đủ ăn sáng rồi. 30 thôi sao uống cà phê được nữa? Không ăn á thì ăn xôi đi con. Thôi được rồi, thà có ăn còn hơn không. Trời ơi, em coi đó, mình nên em ăn mà bằng cả chị với mẹ ăn luôn á. Vậy đừng có so sánh cặp khiển vậy. Nhu cầu mỗi người khác nhau, sao so sánh được. Ê, đi vậy mẹ. Mẹ, mẹ coi nó kìa. Thời đại này thời đại gì mà nghĩ sao tiết kiệm còn đi bỏng heo nữa. Quê mùa thiệt. Thì kệ người ta. Ủa, bộ thời hiện đại hả? Là không được tiết kiệm tiền hay sao? Bây giờ người ta tiết kiệm tiền là đi gửi ngân hàng hết rồi chị ơi. Ờ, thì người ta có nhiều, người ta bỏ ngân hàng. Còn hai á, hai có ít tiền thì hai bỏ ống heo thôi chứ có sao đâu. Em hỏi thiệt hai chứ, hai nhịn ăn nhịn mặc vậy á để làm gì vậy hả? Thiệt ra là đâu có để làm gì đâu. Tiết kiệm thì tốt mà. Em nghĩ đi, mỗi ngày mình để dành một chút, xong cái cuối năm á mình đặt heo ra, biết đâu có nhiều. Em nghĩ thay vì bỏ tiền vô ống heo, hay nên bỏ tiền vô bản thân mình đi. Đầu tư một chút, mỗi mốt á lấy chồng đại gia, vậy nó mới thực tế. Nè, hai sống rất là thực tế, không có mơ mộng như em đâu. Thực tế cái gì cũng biết, sống mà không có ước mơ là có lỗi với bản thân lắm à. Thì kệ người ta. Tôi lo cho hai thôi, chứ để cái thân bèo nhèo vậy, mốt đừng có thăng ế à. Cái gì? Cái thằng này. Chàng chàng, hở tí ăn hiếp tao hoài vậy? Kỳ cục thiệt. Cảm ơn anh. Hay uống ở đây mà cũng lộn món nữa. Rất quen mà kỳ quá vậy. Anh. Chủ nhật này là sinh nhật em á. Anh định làm gì? Em muốn anh làm gì? Mình kiếm tour nào đó mình đi. Bây giờ mà đi trong ngày á thì mệt lắm, chứ là không có vui nữa. Còn đi mấy ngày trời á thì bây giờ anh đang kẹt công việc. Anh kẹt gì? Anh kẹt chuyện của mẹ anh. Không, sao trùng hợp quá vậy? Anh nói thiệt mà. Gì mà nghi ngờ anh quá vậy? Thôi bây giờ tính vậy, năm nay á mình tổ chức sinh nhật ở đây đi ha. Dịp nào mình đi cũng được, đâu nhất thiết phải đợi dịp sinh nhật đâu. Cũng đúng. Vậy anh định tặng em gì ạ? Em muốn anh tặng em cái gì? Tùy anh thôi. Để em coi chiến này á, giá trị của em trong lòng anh á là bao nhiêu. Em là vô giá mà cục cưng. Không, phải có giá chứ. Anh đừng có khôn nha. Anh giả bộ nói em là vô giá đặng trốn khỏi thằng quà đúng không? Lao mới lao. Cái đó là thằng nào á, chứ đâu phải anh đâu. Anh yêu em không hết nữa à. Nhớ nha, em sẽ đợi món quà đặc biệt của anh. Anh biết mà. Sắp tới sinh nhật em rồi. Bây giờ mua quà mắc quá, thì không có tiền. Còn mua rẻ quá, thế nào em cũng giận cho coi. Rồi đó nó cười vô mặt mình nữa. Mày mới về. Con vô rửa tay chân đi, rồi mẹ dọn cơm hai mẹ con mình cùng ăn. Không có đói. Ủa, sao mà ăn cơm? Sao tự nhiên bỏ cơm vậy con? Thì tại con chưa muốn ăn thôi. Con Xuân á đi công chuyện, nó không ăn. Còn con á là cũng không ăn luôn. Riết chắc mẹ ăn có một mình à. Mẹ. Không ấy, mẹ cho con xin 2 triệu được không?
Tự nhiên xin 2 triệu, xin 2 triệu để làm cái gì? Đôi giày của con á, nó cũ quá rồi. Cho con tiền để mua giày mới nha. Mày thấy đôi giày của con còn mang được mà. Rồi con đi đi, mua làm chi cho tốn kém vậy? Đi được đâu mà đi được, nó cũ quá rồi, mai không có đường nữa đâu. Mình phải tiết kiệm chứ con. Mẹ làm ra tiền cực khổ mà còn đi được á thì cứ giữ vậy mà đi. Con biết là như vậy, nhưng mà cuối tuần này á con có sinh nhật của tụi bạn. Rồi không lẽ giờ con mang đôi giày cũ đó tới, rồi nó cười vô mặt con làm sao? Mẹ không sợ con mẹ bị mất mặt hả? Con chơi với bạn á mà chú trọng bề ngoài không à. Thế lừa bạn mà chơi chứ tại. Mua mấy đồ giày à, mà mẹ cũng nói này nói nọ nữa. Mà không thương con đúng không? Mua cũng được, nhưng mà mua đôi nào á rẻ rẻ tiền thôi, chứ mẹ không có tiền. Mẹ mua mấy đôi cỡ 200-300 ngàn á, mang vài bữa nó cũng sút keo à. Chi bằng vợ sẵn tiện á, lần mua luôn đôi tốt đi, tiền nào của đó mà. Mua rẻ quá đâu có được đâu mẹ. Dạ mẹ, mua cho con nha. Ừ. Cái đó tính sao đi. Để mẹ làm hết công chuyện đã. Vậy mẹ tính đi. Mẹ mua giày cho con á, con không ăn cơm đâu. Tính sao ta? Không có tiền, tao biết mua gì cho em. Không lẽ giờ chốn em luôn. Hay là mình mượn đỡ chị hai ta? Mấy chục tiệm vàng mới lựa được cọng này đó. Thích không? Thích. Thấy tấm lòng của anh sao? Cũng được. Cái gì, cái gì, cái gì? Nghe không rõ. Nghĩ sao này mà cũng được? Sao mà kỳ bo quá vậy? Cái này chỉ là quà thôi á. Còn tối nay nữa, tối nay sao? Em yên tâm đi. Tối nay anh đặt bàn hết rồi, quẩy tới bến luôn. Anh đúng là số 1 á. Vậy thì thưởng đi. Thưởng cái đầu anh đó chứ thưởng. Đẹp quá. Mời em về Hậu Giang, về nghe cái chuyện quê mình. Chuyện lanh quanh làng trên xóm dưới, chuyện từ nhà đi ra khắp lối. Ôi cái chuyện quê mình nè, rộn ràng vui như mùa xuân. Mời em về cùng anh, về nơi đất ngọt an lành. Nhìn thân quê mình đang đổi mới, lo mừng an sang năm tấn tới. Ôi ta dơi mình nè, tình làng nghĩa xóm bền lâu. Về quê anh có cánh đồng xanh, miền đất an lành, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Dù gian khó ta giúp nhau vượt qua, chuyện quê mình rộn ràng tiếng cười.